Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm món giấm táo các bạn nhé. Thì giấm táo là một loại giấm rất là tốt cho sức khỏe của chúng ta. Nó không những làm cho cái hệ tiêu hóa của chúng ta nó khử được những cái độc tố ở trong hệ tiêu hóa, mà nó còn giúp cho sức khỏe của chúng ta rất là tốt. Và nó đặc biệt có tác dụng đó là giảm cân các bạn ạ. Và làm đẹp da nữa. Nó có thể, nếu như mà các bạn muốn sử dụng nó làm thức uống giảm cân thì chúng ta sẽ uống vào buổi sáng sớm này và buổi tối để cho nó thanh lọc cơ thể. Hoặc là nếu như các bạn muốn sử dụng nó để làm nước dưỡng da cũng được, nó cũng được coi là một loại toner rất là tốt. Nó khử mụn này và làm cho tẩy da chết hay là làm se các lỗ sẹo của chúng ta rất là nhiều. Và khi mà chọn táo thì các bạn nên chọn những cái quả nó cứng. Các bạn cầm thấy cứng tay. Các bạn cũng có thể sử dụng táo mèo, nhưng ở đây thì mình sử dụng táo này. Táo này cũng được các bạn nhé. Khi mà chúng ta ngâm xong thì uống cái mùi giấm táo nó cũng rất là thơm. Ở đây thì mình đã chuẩn bị 1,5 kg giấm táo rồi để làm giấm. Và các bạn sử dụng cho mình 150g đường các bạn nhé. Và bây giờ thì mình sẽ đi ngâm táo này với nước muối loãng để cho nó khử hết các cái dư lượng thuốc bảo vệ thực vật còn ở trong táo này các bạn nha. Táo sau khi mà các bạn mua ở ngoài chợ hoặc là siêu thị về thì mình rửa sơ bằng nước bình thường đã các bạn nhé. Sau đó thì chúng ta mới ngâm sau. Ở đây thì mình sẽ rửa cho nó sạch hết cái phần đất hoặc là cái phần bụi nó còn dính ở trên vỏ quả táo của chúng ta. Bởi vì khi mà ngâm thì chúng ta sẽ ngâm cả vỏ các bạn nhé. Rồi, các bạn cứ rửa sạch như thế các bạn nhé. Mình rửa càng sạch thì khi mà mình sử dụng cái giấm táo thì nó sẽ không có tạp bẩn, không có lắng. Rồi sau khi mà chúng ta rửa xong như thế này rồi thì các bạn để ráo nước cho mình nhé. Và bây giờ thì chuẩn bị cho mình một hũ nước thật là to để chúng ta ngâm với nước muối loãng các bạn nha. Các bạn chuẩn bị cho mình một cái chậu thật là lớn để chúng ta có thể ngâm vừa được cái lượng táo này. Và các bạn cho mình một muỗng muối trắng vào nhé, để nó khử hết cái dư lượng thuốc bảo vệ thực vật hoặc là thuốc trừ sâu nó còn lại ở trên cái quả táo của chúng ta. Sau đó thì các bạn sẽ khuấy đều nước này lên để theo cái đường nó muối nó tan, mình xin lỗi, để cho cái muối này nó tan ra. Hoặc là các bạn có thể sử dụng muối biển hoặc là bột muối baking soda các bạn nhé. Baking soda thì nó khử được khá là nhiều cái thuốc bảo vệ thực vật nó còn tồn đọng lại trong các loại hoa quả của chúng ta. Và bây giờ thì mình sẽ xếp táo vào để chúng ta ngâm. Cái giấm táo này thực ra nó rất là thơm các bạn ạ. Bây giờ mình ngửi mùi táo không là mình đã thấy nó thơm lắm rồi ấy. Rồi, và bây giờ thì các bạn sẽ để táo này các bạn ngâm cho mình trong vòng 20 phút các bạn nhé. Để cho nó khử hết được cái dư lượng thuốc bảo vệ thực vật ở trong táo các bạn nha. Sau khi táo chúng ta đã ngâm được 20 phút rồi thì các bạn sẽ vớt ra và chúng ta để ráo nước các bạn nhé. Sau khi mà ngâm xong như thế này thì các bạn sẽ thấy là cái phần da táo của chúng ta nó rất là bóng và sạch. Cái giấm táo này là một cái nguyên liệu để chúng ta có thể làm các loại giấm khác, ví dụ như là giấm nha đam để làm đẹp da rất là tốt các bạn ạ. Và hôm sau thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm giấm nha đam nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ
chuẩn bị cho các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một tô nước nóng các bạn nhá. Các bạn sau khi các bạn chuẩn bị một tô nước nóng như thế này rồi thì các bạn sẽ cho một muỗng muối như thế này vào cho mình nhá. Và các bạn sẽ khuấy đều nó lên. Các bạn sẽ khuấy đều lên để cái muối của chúng ta nó tan trong cái nước nóng này. Sau khi cái muối này nó tan rồi và trong lúc chờ cái nước sôi của mình nó nguội, các bạn để nguội tầm 40 độ các bạn nhé. Thì sau đó thì chúng ta sẽ cho vào táo. Và bây giờ thì mình sẽ đi thái táo trước các bạn nhé. Mình sẽ để nước sang một bên. Bây giờ sau khi mà táo chúng ta đã để ráo nước rồi thì các bạn sẽ cắt bỏ cái phần đầu này đi. Mình sẽ thái táo các bạn nhé. Sau đó thì các bạn bổ đôi ra như thế này. Và chúng ta giữ nguyên cả vỏ các bạn ạ. Vỏ và hạt. Mình chỉ bỏ cái phần cuống này đi thôi. Sau đó thì các bạn thái thành những lát thật mỏng để cho nó nhanh ra nước nhé. Các bạn cứ xắt làm sao nó mỏng và đều là được. Để cho khi mà mình ngâm nó nhanh ra cái phần men của nó, phần tinh bột và đường ở trong táo. Thì dấm táo này nó rất là tốt cho sức khỏe các bạn ạ. Khi mà mình nếu như mình muốn thanh lọc cơ thể hoặc là mình muốn giải độc cho gan thì mình nên uống vào buổi sáng. Các bạn có thể pha một muỗng dấm táo này với cả một cốc nước ấm khoảng tầm từ 50 đến 60 ml nước ấm. Sau đó thì các bạn sẽ uống vào buổi sáng khi mà chúng ta chưa ăn gì các bạn nhé. Thì nó sẽ giúp thải độc gan và làm cho các cái độc tố ở đường ruột của chúng ta nó đào thải ra ngoài rất là tốt. Hoặc là nếu như là mình muốn uống giảm cân thì mình cũng uống như vậy vào buổi sáng, nhưng mà uống thêm vào cả buổi tối nữa. Và cái giấm táo này khi mà chúng ta uống như vậy thì nó sẽ làm cho da của chúng ta cũng rất là đẹp lên các bạn ạ. Nó cung cấp cho chúng ta rất là nhiều vitamin C. Hoặc là nếu như các bạn muốn chăm sóc da thì các bạn sử dụng nó như là toner ấy, nước hoa hồng ấy các bạn. Nó cũng kiểu như là một cái dạng đó. Và chúng ta thấm vào bông tẩy trang, sau đó thì chúng ta sử dụng lên da mặt của chúng ta thôi. Nó sẽ làm cho cái phần da khô của chúng ta nó tẩy tế bào chết rất là tốt. Rồi các bạn cứ thái mỏng như thế giúp mình. Mình sẽ bỏ cái phần. Với những cái phần hạt nào mà nó bị thâm như thế này thì các bạn bỏ đi nhé. Mình cứ thái, các bạn cứ thái lần lượt cho đến hết nhé. Mình thái càng mỏng càng tốt. Và lưu ý là các cái phần hạt ở trong này nếu như nó trắng như thế này rồi thì chúng ta không cần phải bỏ đi. Và các bạn nên lựa chọn những quả nó còn xanh, đừng lựa chọn quả chín quá các bạn nhé. Chín quá thì nó cũng sẽ mềm và khi mà chúng ta ngâm thì nó dễ bị nát cái miếng táo các bạn ạ. Mới thái thôi mà mình đã ngửi thấy cái mùi táo nó thơm rồi. Cứ thái làm sao để cho nó mềm và để cho nó đều nhau là được các bạn ạ.
Hoặc là nếu như các bạn không sử dụng cái táo này thì các bạn có thể sử dụng táo mèo nhé. Nhưng mà khi mà chúng ta ngâm táo mèo thì nó sẽ lâu hơn một chút. Sau khi các bạn thái xong phần táo thì các bạn hãy chuẩn bị cho mình một cái hũ thủy tinh nhé. Ở đây thì mình sử dụng cái ca thủy tinh này, ca luôn. Các bạn sẽ xếp táo nó vào như thế này. Chỗ này là mình phải sử dụng hai cái ca thủy tinh các bạn ạ. Và để làm giấm táo này thì phải tầm từ 4 tuần đến 5 tuần chúng ta mới sử dụng được các bạn nhé. Thì lúc đó táo nó mới lên men hết ấy. Lúc đó thì uống nó mới tốt cho sức khỏe của chúng ta. Rồi, sau khi mà các bạn ấy được nửa bình như thế này rồi thì các bạn sẽ cho một chút đường vào nhé. Bây giờ thì mình sẽ xếp tiếp cái lượt tiếp theo lên. Có một cách này của mình thì nó hơi khác với cách của mọi người. Cách của mọi người thì chỉ cho nước muối loãng thôi, không cho đường. Nhưng mà cũng có một số bạn là ngâm đường không thôi thì nó như là dạng siro ấy, uống rất là ngon. Tuy nhiên là mình không cho nhiều đường cho nên là các bạn không phải lo là nó sẽ làm cho mình tăng cân hay như thế nào đó. Nếu mà xếp kỹ là cũng khả năng là vừa một bình. Rồi, bây giờ thì các bạn sẽ cho tiếp cái phần đường lên trên nha. Vừa một bình mà các bạn ạ. 1,5 kg nhé. Thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình 150g đường. Mình không cần cho nhiều đường đâu, cho một chút đường thôi. Để cho nó nhanh lên men mà. Sau khi mà các bạn đã cho táo và đường vào trong cái hũ thủy tinh này rồi thì chúng ta sẽ các bạn sẽ lấy cái phần nước ấm mà chúng ta vừa chuẩn bị cùng với một thìa muối. Đây là nước muối loãng các bạn nhé. Thì chúng ta sẽ đổ vào đây, đổ ngập táo thì thôi. Bây giờ thì mình sẽ đổ vào này. Mình cứ đổ ngập táo là được các bạn nhé. Sau khi mà các bạn đã cho nước vào rồi thì các bạn hãy chuẩn bị cho mình một cái đĩa nhỏ như thế này để chúng ta nén táo để cho nó chặt xuống, ngập nước. Sau đó thì các bạn đặt một bát nước lên trên nhé. Để mình đi lấy một bát nước. Các bạn đặt một bát nước ở trên để cho nó nén cái táo này nó ngập nước các bạn ạ. Hoặc là các bạn cũng có thể sử dụng cái nẹp tre như kiểu là mình làm dưa ấy, mình làm muối dưa ấy. Để cho cái phần táo nó ở dưới cái phần nước thì nó sẽ không bị... Sau đó thì các bạn sẽ sử dụng cái khăn xô hoặc là một cái miếng vải nhé. Chúng ta buộc lại. Khoảng độ 1 tuần khi mà các bạn bỏ ra kiểm tra thì chúng ta sẽ thấy một cái lớp màng màu trắng ấy. Thì không phải là nó hỏng đâu mà nó đang lên men các bạn nhé. Và khi mà các bạn để như này mà không có ruồi muỗi bay qua thì là cái giấm táo của chúng ta đang gần thành công rồi các bạn nhé.
Và các bạn chỉ cần chờ một tháng thôi là chúng ta có thể sử dụng được cái hũ giấm táo này rồi. Và mình chúc các bạn sẽ làm thành công cái món giấm táo này nhé. Và các bạn hãy nhớ đăng ký kênh để theo dõi các video clip mới nhất của Handmade VN nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.